Hello, hello cả nhà nhé. Đuối quá, đi cả ngày về nhưng mà vẫn không quên nấu cơm. Bây giờ ăn cơm nhưng mà đuối quá, nằm chút cả nhà không? Hello cả nhà, ăn cơm chưa ạ? Phải ráng bật dậy ăn cơm. Phải ăn. Phải ăn thôi cả nhà ơi. Không ăn 5 ly được. Mới lâu dần phần. Cuối cùng là không có đi coi phòng, không có làm gì được kịp luôn. Ngày mai ở thêm nửa tháng chỗ đây, đáng lẽ đi quay chỗ khác là sẽ có cái để cho mình quay không? Muốn vậy lắm nhưng mà không kể sức khỏe trước. Phải ăn cơm. Nhiều khi không biết còn ở Thái được bao lâu, tính đổi chỗ để có cái chỗ quay có kỷ niệm cho cả nhà biết thêm một chỗ mới. Là mệt quá. À Hàn Việt Nam mà. Ủa chị ơi, chị bán đồ, chị có tông có thể tặng luôn hả? Hay quá vậy. Cái chị bán đồ ăn bên Việt Nam kìa cả nhà, Huy review với chị á, mấy lần mua đồ chị nói em mời không có tính tiền mà. Huy nói không không chị chị cầm với chị gì quên rồi ta, chị cầm với chị để em ráng nhớ nha. Chị cầm chứ không phải chị cầm. Chị cầm với là chị nhắc em được không? Hai người chị Việt Nam bán đồ rất là ngon ở bên Thái Lan cả nhà. Qua nếu mà ở bên Thái, chị Thái đúng rồi, chị Thái. Hello anh Nhật Bình. Hello Huyền Trang, hello Wendy, cậu ăn ngon miệng, cảm ơn anh công an. Chị Thái với chị Cầm nhớ bữa lúc mà em đi mua đồ, chị Thái chị Cầm hỏi em ốm, mẹ em nói chị Cầm biết là em bị cái đó, bị bệnh. Vui không? Mà chị Thái thì không tin mắc cơ. Em ăn mực chị ơi. Chị em ăn mực. Đây mực sắc ra. Bây giờ chị Thái và chị Cầm đã biết rồi. Mạnh mẽ lên như em. Bên Thái Lan mấy người viết TikTok hơi nhiều lắm. Hơi bị này đăng lên này ai mà không biết. Các bà chị kia vô comment, vô trong Facebook cá nhân luôn, ghê lắm mọi người. Em đừng có đi hại đời người khác. Do thấy thấy cái chị này vô nói chuyện hơi hơi dịp bộ hơi. Nói chuyện lại rồi xong bắt đầu comment. Em đừng có đi hại đời chị khác. Xin nhiều người hỏi mấy cái câu lạ quá không? Anh còn ba mẹ không anh? Hỏi mấy cái câu lạ quá. Em còn ba mẹ không em? Nhìn mà em còn trẻ mà anh hỏi câu đó là kỳ dữ nữa. Mà anh cũng đâu có già đâu. Cảm ơn anh nào mới tặng em hoa quá trời kìa. Nhiều khi là em khán giả luôn giống phải anh. Mấy cái người mà tặng Huy đầu tiên là mấy cái bé nhỏ nhỏ trò tội nghiệp cơ. Tôi nhớ qua cái con nhỏ tặng 46.000. Lúc đó không ai tin tôi bị bệnh nữa. Tôi nhớ mãi. Ăn gì ngon quá vậy? Ăn mực. Hello Thắng Nguyễn. Chị cũng như em 20 năm rồi uống thuốc bình thường, giờ có con có chồng có con luôn. Chồng con chị không có. Chồng chị cũng không có luôn hả? Đúng rồi, uống thuốc cũng bình thường hả? Chị. Nhưng mà lúc đầu mệt là tùy người chị ơi. Lỡ mày có cái bệnh cơ hội hay là gì á
Tùy người, nói chung là chị may mắn cũng tùy người chị ơi. Nhưng mà đúng là phát hiện sớm là uống là... Nhưng mà người em mệt lắm thiệt đó chị. Tùy người nữa. Người yêu anh đâu rồi, anh đâu có người yêu. Nhưng mà hôm bữa có cái bạn kia trọ đẹp trai lắm, da ngâm mà đẹp lắm. Kêu Huy là vợ là chồng luôn. Mà biết Huy vậy luôn á. Nói là tôi tặng cho bạn con mèo rồi đó, chưa kể mọi người luôn á, chưa kể trên YouTube luôn. Nói là tôi tặng cho bạn con mèo, tới rủ Huy tới nhà bạn nó xem mèo, xưng là chồng là vợ luôn, yêu luôn á. Nhưng mà chuyện mà tình cảm khó nói lắm mọi người. Nhiều khi mới gặp vậy thôi chứ, nhiều khi ớn liền à, không biết được đâu. Chồng em chị không, anh Trang thích, anh Trang nhà xác thích ăn bú sữa đúng rồi, trong phim Huệ Đạt hồn em nhớ hay quá ha. Anh ở đâu, ở Thái Lan, ở Bangkok. Người không hiểu thì kỳ thị, những người hiểu sẽ thương mình hơn, đừng trách người ta nhé. Không phải không nha, luôn ai cũng nói gì hết đó. Khi nào đi Úc đổi tên là đi Úc khó lắm. Đi Úc là bị đi Mỹ là cái bệnh này là đi được nha, chứ đi Úc là cái bệnh này không có đi được. Nhưng mà hồi bữa có cái người nói gì á, xong mà có cái em nào du học sinh á, do là hình như người ta chỉ không có test, ý là đi bệnh đó là không có được, nhưng mà nếu mình đi du học hay là gì á, có cái bạn nào vô nói là vẫn đi được, là do người ta không test, không hiểu. Bây giờ anh ở một mình lâu chắc anh cũng thấy tủi lắm. Mực gì vậy anh? Mực, anh cũng biết mực gì nữa, mực á. Quan trọng bệnh này sống thở rồi. Em buồn lắm chị. Em bạn em dặn là đừng có nói cho ai hết. Mà giờ ai mà không biết ở bên Thái mà gặp, nhưng mà không có dặn anh gai là muốn gặp làm quen rồi đều nói, em bị tâm lý á chị. Em thấy em không nói là không được, em chả biết sao nữa, cái tính em như vậy. Giờ sao giờ rồi, em đi Úc chưa? Anh đâu có sai mà cái đó. Anh chỉ có Facebook với là Du đó. Anh chỉ có hai đó, anh đâu có sai mà cái khác đâu. TikTok là anh cũng mới chơi với tụi em cho fan rồi nè. Như là do mấy cái clip chia sẻ anh á, mới đợt vừa rồi nhiều quá, cho nên anh like lên like với mấy đứa nói chuyện nghe đỡ buồn nè. Anh sống cùng bạn trai không? Anh không có bạn trai. Có chơi có chịu thôi, sống lạc quan nhé. Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn em nha. Đúng không? Có chơi có chịu. Nhưng mà cái nhiều khi mình không phải chơi, mình nói chung thôi, em nói vậy thì anh cũng chịu. Sao giờ mới ăn, đúng rồi, mệt quá. Lúc đầu suy sụp lắm nhưng rồi cũng quen. Em đừng thức khuya quá nha, không tốt. Nhưng mà em ngủ không được, nhưng mà em không uống thuốc ngủ nha, em không dám uống thuốc ngủ. Nhiều người nói cái đâm ra mình suy nghĩ nhiều rồi, đâm ra mình mất kiên nhẫn với nạn lắm anh. Mà đó là chưa có công khai nha. Còn anh công khai với lại làm trên mạng vậy á, là biết bao nhiêu cái bình luận, bao nhiêu cái thư. Nhiều khi người ta cố tiếp cận bằng cách inbox rồi, người ta dễ dàng rồi nữa.
làm cho cái tâm trí của mình bị điên á. Không phải đơn giản đâu tụi em ơi. Ai bệnh anh? Anh đâu có nói cái nguyên nhân gì đâu mà sao có cái bé nào vô hỏi thì ngộ quá không? Người thông minh, người 10 năm rồi đã qua lên thì cho dù có 10 năm, có 10 năm thì cũng 34 tuổi, 44 tuổi thì cũng đâu cũng trẻ chứ đâu có lão đâu. Tính ra 44 tuổi là cũng trẻ chứ bộ. Mọi người chưa có bị, mọi người không có biết được cảm giác đâu, hơi nói thiệt. Đừng có nói 10 năm hay 25 năm. Mọi người chưa có bị á. Mọi người nhà mình bị, người nhà mình bị chứ cũng phải không phải mình bị luôn. Anh uống thuốc buổi chiều tối. Anh tích cực. Tôi muốn qua Thái Lan quá bà. Ăn món gì vậy? Ăn cơm với nước mực. Cảm ơn Duyên tặng anh hoa hồng nha. Không phải ạ. Dưa leo. Thiệt ra nó dưa leo với lại mực với là thịt heo cà chua anh em cả nhà. Làm sao để qua Thái sống rồi em ăn đồ Thái không hợp lắm, có món tôm tâm dâm ngon. Nó chua chua, nó cay cay. Sống được tới 50 không anh? Không biết đâu em ơi, hên xui nhiều khi kháng thuốc rồi nữa, nhưng mà bởi vì mình không có biết được đâu. Tôi là Sơn. Cảm ơn Sơn đã tặng anh họ hôm. Em mà đang băng ở Bangkok hả? Ghét uống thuốc chưa? Em mà ghét uống thuốc là em ráng gìn giữ đi nha. Em ghét uống thuốc mà em bị cái bệnh giống anh là em uống thuốc suốt cuộc đời luôn, không có dừng luôn. Nhớ nhưng chưa? Cái nick tên là ghét uống thuốc. Tôi xỉu. Chúc em nhiều sức khỏe, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nha. Em cảm ơn anh chị ở bên cạnh em nha. Bên đó đồ ăn rẻ, món tôm yum với xôi xoài ngon. Đúng rồi rẻ. Nhưng mà thiệt ra nói rẻ cho ở đi, mình thấy đồ ăn rẻ chứ mà thiệt ra nó cũng tùm lum thứ tiền ở đó. Đi ra đường một cái là tùm lum. Tiền này nó không, nó rẻ cho tiền khác nó mắc. Em bữa em cầm anh là anh quá trời luôn hả? Cảm ơn em nha. Sao giờ anh mới thấy đâu biết đâu. Em đi nhiều quá trời. Mà em về Bangkok. Ủa em ở nước nào? Nước Úc hả? Hello, lâu lắm mới được thấy anh hả? Anh cảm ơn em. Lâu lắm mà em vẫn còn nhớ anh nha bé ơi. Huy đang bên Thái à, tưởng về Việt Nam rồi em chưa về. Do báo viết, báo viết là ở dưới Huy, ý là Huy, Huy hai ở bên này mấy năm, Huy hay giỡn giỡn vậy đó. Nhìn anh cười em vui lây hả? Huy ở Bangkok à. Em thì cũng là người cộng đồng, vừa thấy clip bạn của anh, bạn kia đăng lên thấy anh khóc cũng buồn. Khóc buồn rồi thôi, sau đó buồn tiếp kiểu khác. Cái lúc mà mới công khai gớm khóc gớm. Ghê quá, sợ quá. Nhớ là đám ảnh không dám coi clip đó luôn mọi người. Cái clip 60.000 view đó là cái clip 200.000 view là không dám coi lại luôn nha.
anh bị vậy trong người thấy có thay đổi gì không? Có chứ em. Anh bị giai đoạn đầu mà trong người là thay đổi, nó uống thuốc vô rồi nó mệt. Mà có cái bà chị kia bà mới comment là nói là anh không có được nói mệt hay là gì hết trơn á. Bà không có cho nói, bà nói là anh là làm như vậy là ảnh hưởng những cái người bị HIV và ảnh hưởng những cái người gay. Anh sợ anh block bà luôn. Mà bà comment hai cái comment y chang mới lập. Nói chung ghê lắm, bà comment cái kiểu gì á để cho người khác là nó nghĩ anh là một cái người ghê gớm mà xấu xa. Ghê quá, mình mệt mà không cho nói mình mệt, trời ơi. Ghê quá mọi người. Mình mệt mà không cho mình nói mình mệt. Mình review cho đúng chứ. Giờ tôi nói HIV tôi khỏe lắm. Tôi bị HIV khỏe ơi là khỏe luôn. Ai đừng có sợ nha, đừng có sợ. Cảm ơn. Cho anh xin. Biết sao không? Đang cái giai đoạn này lỡ mày lên và nói trập cái đường ray nữa là thâu nhân tâm. Đâu mấy bữa ít ít người coi. Có một bạn diễn viên hồi chiều là Kỳ Hân là vô chung, mà nói chung là ấy là sợ nói cái gì nó ấy á, ý là không có cho nói, không có cho nói mệt mọi người, không có cho nói mệt hay là gì, ý là giống như là mình xạo hay là mình gì đó, ghê lắm, ảnh hưởng đến những người HIV. Những người HIV người ta đâu có nói bệnh ra, không cho nói bệnh, còn mình nói bệnh thì chửi mình vậy rồi nói là giờ ai mà bị HIV là lên làm YouTube đi là kiếm tiền. Ủa bộ là làm YouTube dễ kiếm tiền lắm hả mọi người? Thấy người ta lên được 200.000 view, có cái clip chứ ai đâu coi nữa. Mà lên nói này nói nọ dữ dội dễ sợ luôn. Đừng tiêu cực anh ơi. Ừ, đừng có tiêu cực hơn. Kinh ăn rầy khắp. Cũng kinh khao. Chúc anh gì sắp đây luôn. Sẽ anh bị bệnh vậy. Ném chứ đẹp trai dễ thương quá. Đừng hỏi vấn đề nữa nha mọi người, để anh lạc quan đi kìa. Để anh quên nó. Nhưng mà anh nói thiệt nha, lúc những cái ngày đầu mới về mình được ngủ là mình sướng nhất, còn mình tỉnh dậy á mình sợ lắm. Tỉnh dậy là mình trời ơi. Thì cái giống như hay là giấc mơ. Mấy em này cũng hỏi kỹ quá trời. Thì vậy biết là vậy được rồi. Anh cảm bị châm chích người với hai ngứa người buổi tối không? Không. Mấy bữa lúc mà mới uống thuốc rồi thì có bị. Giống như là cái người mình đã yếu, mình đi chỗ nào dơ là người mình nó ngứa. Tại vì cái người anh là nó có nó có dễ dị ứng, cho nên là nó sẽ bị dị ứng. Cái người mình nó bị cái gì thì nó sẽ bị cái đó. Nhưng mà sau đó uống thuốc rồi hết đau xương rồi hết bị gì luôn. Mấy bữa cái lưng đó anh chụp lên đó cho anh cũng đâu có dám quay đâu, nhưng mà nó hết. Không, mấy bữa chỗ đây nó có cái chấm nè, rồi bữa mới giữa chỗ đây nó hai chấm 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 xong nó hết rồi. Nhưng mà uống thuốc vô thì thấy cái da nó hơi sần sần, nó vẫn cái da nó bị sần sần. Nói chung là lúc mờ đó thì nó sẽ sần sần lên, còn bình thường thì nó nếu mình giữ gìn thì nó cũng không sần mấy. Anh tìm được cái nhà chỗ kia nhưng mà là cái sát bên cái khu nhà ma đồn á, nhưng mà nói chung là do tiền, nếu mà tiền phòng không có đủ, nếu mà đi giờ liền á thì chưa có tiền YouTube á,
bị rén cho nên với lại mệt quá. Hôm qua anh cũng gặp bạn đã được tặng chai dầu thơm. Được gặp bạn và được tặng chai dầu thơm. Đây, chai dầu thơm thơm lắm. Biết kêu tặng á, anh quay trên YouTube cả nhà qua xem biết kêu. Kêu dễ thương lắm, vui lắm. Anh có cái tính là xịt dầu thơm lên gối, lên đồ là đi ngủ để cho mình ngửi. Cho trời nó thơm quá, nó thơm quá mấy em ơi, nó thơm lắm mấy em ơi. Sao nó thơm dữ vậy ta? Nó thơm mà nó sang, nó nồng lên hay dữ vậy không? Nó thơm dữ quá không? Thôi mình thấy nhiều mê không chú? Chú ở bên đây nhiều người tưởng chú rành này nọ lắm chứ chú đâu có rành đâu, chú đâu có biết đâu. Vậy hả? 3 4 triệu hay 6 triệu nhưng mà em lên mạng em coi thì anh cũng không biết nữa, mua trong sân bay rồi Singapore. Christian Dior. Christian Dior perfume. Nhưng mà cái này là 60 mil. 60 mil thì mình được đem lên sân bay. Đem lên hành lý xách tay 100 mil cũng được á, nhưng mà nếu mà nó bự hơn thì không cho đem hành lý xách tay. Em ở phòng mấy tí anh lên. Em ở phòng máy tí anh lên. Thấy không? Thấy có người nói chuyện không? Có mấy người nói chuyện ghê quá không? Rồi có mấy người vô hồi xưa lúc mình làm YouTube mới vô comment: em về Việt Nam đi, anh mua cho em cái nhà. Ý là thấy mình, ý là cái kiểu nói chuyện khinh thường mình đó. Mà đâu có thèm trả lời mấy comment đó đâu. Khinh mình thì mình khinh lại. Bộ dễ hả? Dễ nhận quá hả? Nói chuyện ghê lắm, có nhiều người nói chuyện ghê lắm mọi người. Em ăn xong anh ba em bay qua ngủ với anh hả? Anh nhìn anh thân thiện chứ mà anh khó tính lắm á. Ý là dễ tính trong ăn uống này nọ, nhưng mà thân thiện nhưng mà khó gần, chứ không phải khó tính. Dễ tính chứ anh dễ tính nhưng mà anh khó gần nha. Anh thân thiện nhưng mà khó gần, đúng không? Anh cảm thấy vậy á. Cho nên em kêu em qua ngủ với anh là anh thấy anh khó gần lắm. Tại vì đâu phải ai ngủ với mình cũng được đâu. Có nhiều người nói anh đó gì đó. Anh cũng tên Hello Gia Huy, tên em hay hơn. Tên anh là tên anh tên thiệt của anh là Đức Huy. Đức Huy là tên của nhạc sĩ nổi tiếng Đức Huy. Còn nhưng mà hồi xưa đi học mấy đứa nó hay chọc Đức Dây. Thế là Đức Dây là anh bị điên á. Giờ này ở bên là mấy giờ rồi? Ý anh ý là nói comment trước hai Huy. Hello Phạm Huỳnh Tiến. Em trai giọng nói dễ thương, quê hương của em ở đâu? Chị nói chữ quê hương em ở đâu nghe dễ thương quá ha. Chị nói giọng em dễ thương nhưng mà em chỉ comment cái chữ quê hương em ở đâu nghe dễ thương quá. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học mẹ về rớp bướm vàng bay. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lắng nói thành người. Thưa chị, quê em ở Phú Yên, ở hoa vàng trên cỏ xanh. Có một bài hát tên là Tôi thấy ngày ấy vương sau hè. Tôi thấy ngày ấy vừa ghé qua. Tôi thấy thênh thang như mây trời dần dần
cứ xa rời tôi. Em cảm ơn chị. Hát nhượng. Em bỏ ăn hai bữa, em uống lá nam cho thải độc gan chứ nóng người quá trời hả? Cảm ơn Thanh Độc đã tặng anh một bức thư tình nha. Có khi bước trên đường hôn hôn, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp anh thì giờ đã thế này. Có khi nhìn kim đồng hồ quay. Nói chung là nếu mà em không gặp anh thì em đâu có bị như vậy. Nhưng mà bị như vậy đôi khi nó cũng là một cái động lực để cho mình ráng sống. Có khi mọi người hỏi em tên gì, em nói em tên Huy, cái họ đón em ra là Gia Huy liền anh. À gì hả? Bạn đang ở Thái Lan hả? Đúng rồi, mình đang ở Thái Lan á. Ủa, em đang mới tặng anh hoa thư tình hả? À, hồi nãy anh hát bài thư tình đó. Bức thư tình thứ mấy của chị Hồ Hình Thương phải không ta? Bức thư tình thứ hai. Thì giờ anh cứ uống thuốc suốt đời luôn. Nói coi tiếng Thái nghe em. Vì dân kia em nói em không biết nói sao luôn. Xin chào. Tiếng Thái là Sawadika, là con gái nói, còn em là con trai, em nói là Sawadikap. Em nhớ anh đóng phim Trở Về Bà phần 3, phần 1 anh cũng đóng luôn mà. Phần 1 anh cũng đóng. Phần 1 anh đóng tên Huy Ma luôn á. Anh để tóc đen dựng đứng lên vậy nè. Dựng đứng lên. Còn phần 2 là phần 2 là anh không đóng, nhưng mà phần 3 là anh đóng vai Sơn Thiếu Gia. Là anh đóng vai cũng quậy luôn nhưng mà tóc vàng. Nhưng mà anh đóng tên khác, tên Sơn. Bây giờ anh, do anh nói chung công việc không phải ai cũng muốn nói hết tụi em, nhưng mà công việc của anh là anh không có nói, tại vì là anh có việc riêng của anh là nó bị ảnh hưởng lâu nay, anh chỉ làm YouTube thôi. Nói chung là mọi người cứ vào hỏi, có một câu hỏi mọi người hỏi hoài anh không có trả lời thì mọi người buồn. Nhưng mà đâu có phải cái chuyện đi ngoài đời ai đâu đi hỏi tuổi hỏi việc. Không phải 20 30 là ý là không phải thuốc trợ dứt điểm, mà là ý là kết thúc đại dịch S là do có cái thuốc này rồi đó anh. Cái thuốc ARV em đang uống, ý là với là cái thuốc PrEP á, bây giờ người ta có mấy cái thuốc vaccine dạng như vậy á, dạng như giống vaccine đó, cho nên là người ta đang ra một cái biểu ngữ là sẽ kết thúc đại dịch S, là S là giống như là S HIV, là HIV, còn S là nó bị S luôn, là không uống thuốc nó mới ra S. Huy ơi mình yêu nhau đi hả? Hay là mình bất
chấp hết yêu nhau đi Huỳnh. Không còn chắc chắn. Mình cũng đang uống ARV. Mình yêu nhau đi thôi. Vậy mà có những cái người không uống ARV rồi không uống rep còn nói yêu Huy luôn á. Đâu phải cứ đâu phải cứ là có những cái người nói thích Huy từ lúc mà Huy chưa có bị bệnh này á, nói cho bây giờ ta sẽ không uống thuốc rep nữa để ta bị bệnh giống mày cho mày yêu tao. Xong Huy nói yêu là yêu chứ đâu phải là bệnh hay là không bệnh là mới yêu. Em ơi, trở về đóng chung với chị Khả Ngân với chị Linh Nappy. Đúng rồi em ơi, hồi nhỏ em coi hiện toàn từ bé mê quá trời hả em. Sao mà suốt đời à. Hello. Hello anh. Hello, nghe nè, nay khỏe chưa? Anh không về từ hòa. Anh đang ở Prato Ném nè. Đức Trinh. Nhiều anh chị vào nói chuyện hơi quá vui ghê. Chào các em nha, chú kể chuyện đi. Chú kể chuyện hả? Năm sau về Sài Gòn. Mở quán nước rồi. Mở quán nước, bán nước gì giờ? Tôi chỉ bán bạc xỉu, coca, cà phê, nước chanh và một món trà Thái Lan. Như vậy thôi. Với một góc nhỏ nhỏ, một chỗ nào đó bán nhưng có lời và không bị đổ nợ. Ví dụ bây giờ tôi đang nghèo nhưng tôi không bị đổ nợ. Còn nếu mà tôi bỏ tiền tôi làm ăn nhưng mà tôi bị đổ nợ, có nghĩa là tôi nghèo hơn bây giờ. Nó gọi là mạt và đổ nợ luôn. Nếu mà tôi mướn một cái chỗ nào đó mà tôi thấy làm không được, từ đầu là tôi cho nghỉ liền. Tôi trả mặt bằng liền tôi. Em, anh hãy làm mua can đi. Em thấy nó không bao giờ lỗi thời à. Nói chung đối với anh á, là anh không có bất cứ một cái content hay là một cái gì đó. Anh chỉ chia sẻ cuộc sống của anh. Tại vì anh thấy anh thấy những cái mà anh làm là nó từ cái cuộc sống của anh, nó sẽ dễ. Tại vì bây giờ anh cũng không biết làm cái gì mà nó cao siêu quá, cho nên là mình làm những cái mà mình nó thuộc về mình nên nó sẽ dễ hơn và người xem người ta sẽ dễ cảm nhận. Còn mà theo cái mốt hoặc là theo cái gì đó thì nó sẽ khó đối với anh, tại vì anh không có đủ năng lực để làm. Mỗi lý do gì người ta thấy bên thế thì họ anh làm gì chứ, mắc gì không hỏi like mà cho hỏi bạn không hỏi like là sao ta? Anh đọc anh không hiểu lắm. Có khi nhìn kim đồng hồ quay. Anh ăn rồi, anh mới ăn một tô cơm với mực. Chúc Huy luôn nhiều sức khỏe. Huy cảm ơn ạ. Tại em hỏi anh bên Thái. Bạn kia kêu đừng hỏi á. Tại mới coi lớp lần đầu không biết. Ý là nhiều người hỏi quá mà do hồi nãy anh nói là mấy bạn cứ hỏi làm gì mà ý anh nói là đâu phải mình không trả lời. Có nhiều cái ở mấy cái đất nước người ta không có thích hỏi việc á, như là tuổi đâu á, nhưng mà không sao đâu em. Ý là anh nói là do nhiều người cứ hỏi hoài à. Mà do anh bị chửi là anh, người ta chửi anh ở trên YouTube á, là anh không có việc làm, anh sợ nắng đồ á,
mà mấy cái người đó là người hại anh, cho nên khi em hỏi ấy, thì người ta sẽ nghĩ em là những cái người hại anh, hiểu không? Cho nên là bạn đó không có hiểu ý của em, là em chỉ hỏi sơ sơ thôi, em không có ý gì. Nói chung bỏ qua cái chuyện này đi, không sao đâu em ơi, hãy là chính mình dẫm lên mạng xã hội. Anh không nên quan tâm những toxic mình vì không đủ tầm ảnh hưởng. Cố lên, em biết rất nhiều comment ác ý nhưng luôn mong anh vượt qua, những điều tốt sẽ đến với anh ạ. Mọi em hiểu rồi, giờ lần đầu gọi là anh, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn em nha, không có gì đâu, nói chung anh dễ tính lắm, nhưng mà có do có những cái người người ta hại mình đó. Hôm nay anh hơi mệt, cho nên mỗi lần anh mệt là cái người con mắt anh nó hay bị nhắm 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 thế này, nhưng mà anh vẫn không ngủ được. Đa số mọi người vẫn luôn yêu thương anh nè. Ừ anh biết, nhưng mà những cái thiệt ra những cái người mà không thích anh á là những cái người mà hại rồi lập những cái nick. Còn còn về những cái nói chung là vậy thôi, chứ anh thấy cũng đâu có ai mà ghét anh đâu. Chỉ có những cái người mà không nói chuyện với anh là anh không trả lời nữa. Có những cái người thích anh đó mà không được đó, là anh có thấy những cái comment của những người đó nữa. Mắc cười lắm. Sao anh thức khuya vậy? Tại vì anh muốn được thức khuya cùng với em. Sikula, sikula. Sao em thức khuya vậy? Sao em thức khuya coi live stream của anh nhỉ? U là trời, u là trời, u cái đầu rồi, trời ơi là trời, cái mà này hỏi cái câu gì cười cục quá đi. Anh đỡ bệnh chưa vậy anh? Mẹ ơi tôi cười đem cười luôn. Có nhiều lúc mình buồn ngủ mà mình ngủ không được không? Kỳ cục kẹo quá đi hả? Kỳ cục kẹo. Đừng có nói kỳ cục khác nghe. Thúi ình luôn thôi. Miệt mũi lại. Mùi gì vậy? Mùi gì mà nó thúi ình luôn? Chai năng samadhi. Người Thái Lan viết tiếng Thái kìa mấy em. Người Thái Lan kêu anh là ngồi thuyền hả? Ngồi thiền. Chai bóng năng 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 samadhi dù tè mấy thửng. Tại mấy anh nhắm nó đúng. À đúng hả? Mấy em hay quá. Tại anh mệt quá, anh buồn ngủ mà anh buồn quá, anh muốn nói chuyện với tụi em nè. B10 nhớ vô YouTube coi giùm anh nhi sau cái này nè. Do bây giờ sao cái điện thoại quay không có được nữa, toàn livestream không à. Xóa hết ứng dụng, xóa hết Zalo, xóa hết Facebook luôn. Trời ơi mà nó vẫn không được. Quay video không được. YouTube anh tên gì không biết. Sikula, Sikula. Si cu lê là hỏi những câu không 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 có được kỳ cục quá lắm, mà nó hơi kỳ cục thôi. Tên anh là gì, chỉ cần sợ tên anh là nó ghê, là nó ghê như si cu lê. Nhớ nha bà coi giùm tôi, đừng bỏ qua quảng cáo như bà si cu lê. Hãy
mấy đứa nhỏ nhỏ bây giờ có mấy cái tên hay ghê trời. Tờ Hy. Tờ Hy là gì? Là Từ Hy Thái Hậu. Có một tờ giấy hỉ ra một. Ê, nói tầm bậy tầm bạ không được. Ý là đang mà xé nháp đang nói, ý là nói tùy, ý là mình đang nói tầm bậy rồi. Như tên TikTok đó. Sao tên TikTok? Ê, lúc này sao tên TikTok mà mấy em đặt cái tên vậy, hay quá không? Bây giờ tuổi trẻ tài cao quá. Tên MCL kìa. Thương mại. Thương mại công luận. Thanh Ngọc lại tặng 3-4 trái tim, 5 trái tim, 6 trái tim. Thanh Ngọc bắn tim nhà sưu tầm. Bắn tim, nhận trái tim 7 trái tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, 7 trái tim. 7 trái tim giật lên. Trời ơi, Thanh Ngọc ơi, cô này có phải là ca sĩ hát bài Cà phê muối và mưa không? Ngồi lặng im quan vắng tên em một mình, mà hôm nay chẳng thấy anh. Cà phê đắng. Đáng ghét. Thanh Ngọc ơi, cảm ơn tặng 7 trái tim nha. Trời ơi, con người chỉ có 1 trái tim nhưng mà 4 ngăn. Còn Thanh Ngọc tặng anh tới 7 trái tim. Mời đâu ra 7 trái tim dữ vậy bà nội. Chắc bà yêu 7 người con trai. Hello Kevin. Kevin Chan. Thanh Ngọc cười hi hi. Tự nhiên Thanh Ngọc tặng 7 trái tim, cái thấy Thanh Ngọc cười hi hi, nhìn cũng đẹp ghê. Ê, đó này kể cho nghe. Ê, mà mấy cái người mà ghét anh ở trên YouTube á, ai mà bấm cái nút cảm ơn á 20.000 hay là nhiêu nhiêu á, là bắt đầu vô hở chửi anh, xong rồi nói anh là ai mà bấm nút cảm ơn là reply lại trước. Trời ơi, người ta bấm nút cảm ơn thì phải. Ê ê ê, coi cái nick Amoy comment kìa mấy người ơi. HIV kìa, ghê quá, tôi không dám đọc luôn á. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Phật hãy cho con vượt qua cái ải này. Cái ải chữ HIV in hoa, cái nick tên là Amoy. Trời ơi là trời, con Nam Mô A Di Đà Phật, cho con qua cái cửa ải này đi. Cửa ải HIV. Chết cha, trời ơi. Cửa ải HIV nhưng con đã uống thuốc ARV không gây lây nhiễm trong cộng đồng, và con đã làm một clip ý nghĩa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng có là mà mạt sát và nói những cái điều ác liệt đối với con. Nam Mô A Di Đà Phật Amoy. Nít Amoy. Nam Mô A Di. Ủa lộn. Nam Mô A Di Đà Phật Amoy. Chú vừa đọc luôn á. Em mong anh mau hết bệnh. Có thật là mệt không mà à, mong anh xác minh. Tích tôm. Trời ơi là trời, mình không có ý gì đâu. Không có ý gì đâu. Có những người, người ta nói như gì đó, nhưng ý của người ta rất là ý đó. Cái ý rất là ý. Tự nhiên ghi chữ HIV. Không có ý gì đâu. Cũng nhờ ghi cái chữ HIV mà cái con Tờ Hy nó mới tặng một cái bức thư tình, thấy chưa? Những cái người càng chữ là nó càng có tiền vô. Ăn mai mua cái kem ăn cho đỡ tức. Cậu bé hoàng tử nhớ chị không? Dạ, em nhớ chị. Chị hàng xóm dưới phố Yên. Chào chị khỏe không? Mà em mê phim Hoàng tử bé nha. Cảm ơn Tờ Hy. Tờ Hy Thái. Chào siêu hoài Su Minh. Mở thư tình đọc nha. Rồi, để anh mở này nè. Buồn nào bằng những lá thư viết vội. Nhiều điều cần nói, không thể nói hết. Kể cả một giấc mơ mình cũng đánh dở dàng. Giận lòng mình xuống, xếp những kỷ niệm ngây ngất cất đi. Cảm ơn em tặng cái gì nữa, nó kêu tít lên ghê vậy. Là bao ký ức lăn ngọt ngào. Ngày anh mới gặp em nói câu xin chào. Anh chuyển nhà được chưa?
anh chưa chuyển nhà được, anh sẽ ngày mai anh sẽ xuống đóng tiền nhà cái bè đó, là nữa 15 ngày nữa để ở lại. Thanh Ngọc đã tặng một vòng cổ tình bạn, tình bạn kháng khít hơn nhờ tặng một cái vòng cổ. Saber em nào có đót đổi tên, chừng nào nhà nuôi con chó sẽ đổi tên thành con mèo. Anh bơ ai đâu, nó có bơ đâu. Khi nào về Việt Nam Huy ơi? Vậy Huy, em chưa biết đâu anh ơi, khi nào về là em xin về thôi. Nhưng mà em nghĩ là sắp về rồi đó anh ơi, còn 2 tháng nữa thôi. Bến 12 giờ rồi đúng không? Bây giờ là 12 giờ rồi. 12 giờ chuồng rụng rêu vàng réo rắt. 12 giờ không còn ai đâu nhớ nữa. 12 giờ một người thương, từng ngày có em kề bên sát vai. Trời ơi tôi bị điên rồi, tôi bị điên rồi. Ê, cái bạn hồi nãy vô mới nói tính nói bye anh nha. Si cu le, si cu le, chúc si cu le ngủ ngon nha. Si cu le. Cái tên si cu le mắc cười quá ha. Ghi mấy em nhỏ bây giờ làm mấy cái nick để cái vòng tròn vô cái chữ nó hay dữ vậy ông. Công nhận mấy cái nick bây giờ nó trời ơi, nó thần thái nó hay dữ vậy ông. Rồi hi hi rồi nữa chứ. Chú hát thế con sợ. À chú hát thơ ghê quá hả. Anh quê ở đâu mà nghe giọng giống Bình Định? Anh sát Bình Định đây em ạ. Anh sát với Bình Định, Phú Yên. Bình Định 77, còn Phú Yên là 78. Nha Trang là 79. 80 là gì không biết. Cảm ơn Thanh Ngọc đã tặng I Nốt Diêu. I Nốt Diêu là em yêu anh. Có một bài hát tên là Em Yêu Anh của ca sĩ Mune. Huy không về Việt Nam hả? Em sắp về 2 tháng nữa, chờ em uống thêm 2 hộp thuốc rồi em đi kiểm tra sức khỏe rồi em về. Hát đi anh đâu có nhạc đâu sao hát. Có nhạc thì nó khác liền rồi. Giờ không có nhạc. Mong em về. Nè về off fame. Nói mà không dám cười luôn á. Off fame gì nữa tầm này em ơi. Người ta cười cho. Về Việt Nam thì ở Sài Gòn thôi anh ơi. Nhưng mà thiệt ra là em có thể ở Đà Lạt hoặc là ở Hà Nội. Chứ ở Sài Gòn thì đi đứng rồi về ngại á. Còn ở Hà Nội thì ít ai biết em. Còn ở Sài Gòn thì do ý là mình không có nói mình nổi tiếng nha, nhưng mà ý là hồi xưa là do mình sống ở Sài Gòn thì bạn bè rồi biết nhiều. Còn ở Hà Nội thì đâu có quen ai đâu, có mình Kỳ Hân à. Còn ở Đà Lạt thì muốn lên đó bán mấy cái xe ngoài đường, ngoài bờ hồ á, nhưng mà 7 giờ sáng bán. Nhưng mà không biết cái bạn nào bạn nói là bán nhưng mà phải chạy đi do cái đó không đúng luật gì á, cho nên là tính mướn cái chỗ nào có cái ghế như cái bàn á. Hello anh, em là fan anh từ hồi phim xem bộ Chiếc Bánh Hoàng Tử Bé. Dễ thương quá. Chiếc bánh, thiệt ra cái phim đó là Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé chứ không phải là Chiếc Bánh.
Em ghi lộn rồi nhưng mà anh thấy rất là dễ thương và đáng yêu về cái sự lộn của em. Tại vì cái bánh là người ta kêu cái bánh, ai đâu kêu chiếc bánh, đúng không em? Chiếc bánh hoàng tử bé. Cái nếu mà cái bánh là người ta kêu cái bánh chứ người ta đâu kêu chiếc bánh. Nếu cái chiếc là chiếc gì ta? Chiếc như cái chiếc mình dùng cho cái chữ gì hơn? Anh nhớ tiếng Việt anh cũng đâu có dở đâu ta, nhưng mà ý cái chữ chiếc là mình học chiếc bánh cũng được không? Không không. Tự nhiên à, chiếc lá tự nhiên vô anh chiếc lá đúng rồi, chiếc lá đúng rồi, cứ tự nhiên mà đọc tôi lâu rồi tôi không nói tiếng tiếng Việt, cái tự nhiên tôi cũng nghe thấy chiếc bánh là sao, tự nhiên chiếc bánh sao mà anh bắt bẻ em dữ, không phải anh Phong và bắt bẻ mà u là trời kìa, ai cũng nói chiếc xe chiếc quần, ai cũng comment kìa em ơi, ai cũng comment kìa em, đâu anh đâu có bắt bẻ em đâu, nhưng mà em nói sai tên người ta, kỳ nhất là nói sai tên nghệ sĩ, ví dụ Huy Ma đọc Huy Quỷ là không được, hoặc là đọc Huy Má Huy Mã là cũng không được, giống như tên một bộ phim mà em đọc sai là người ta search không ra, cho nên anh phải nói lại, nhưng mà anh vẫn kêu là em là rất là dễ thương là vì em nói là chiếc lá chiếc bánh hoàng tử, thay nửa chiếc lá chiếc bánh em nói chiếc bánh hoàng tử bé ai cũng cười kìa, còn nói anh mắc bẻ nữa chứ, anh đâu có bắt bẻ mà anh kêu em là dễ thương quá, em nói sai nhưng mà dễ thương. Tôi là Sơn tặng một cái hoa lai, cảm ơn em đã hoa lai mái tóc rồi. Ok, chiếc bánh xe thấy chưa, có người mọi người đều nói em là tự nhiên anh cũng không nhớ luôn, mấy em nhắc anh mới nhớ đó, chiếc bánh chiếc xe gì thôi, chiếc là dùng cho những cái chữ ở bên Thái Lan cũng vậy, ở bên Thái Lan là cái chữ nào á, là phải đi với cái chữ đó, đôi tóc hay là người ta không có nói là mặt với, giống như là mặt tóc mang tóc cho, không có nói là mặt tóc, mấy cái đó là nó bị sai luôn cái chữ, nó bị sai luôn cái chữ á em, cái đó là chị em mà cho anh đâu con la rầy, anh nói éo bé dễ thương, bé nói là chiếc, anh đang ở Thái Lan hả, đúng rồi em ơi, chúc anh sức khỏe nhiều, cố gắng nhé anh. Ừ anh cảm ơn em nha. Chú Ba tặng một cái hoa hồng. Ủa mà sao mọi người có hoa đồ để tặng người ta? Phải nộp tiền vô hả? Uống dữ vậy? Phải nộp vô chứ ở đâu ra ha? Rồi có mấy người đi thì có hả? Phải nộp vô thì có hả? Trời ơi. Uống dữ. Xong rồi. Ủa mà nộp sao anh thấy có mấy cái người hồi xưa đi rải gì á, rải rương rồi gì á. Hồi xưa anh thấy mấy cái scandal ở Việt Nam á, rồi người ta đi rải rương á, tiền làm người ta đi nhặt, mà mình đi nhặt mấy cái đó là mình cũng cũng được lấy cái đó xài tặng người khác là hoa hồng luôn được không, hay là mình phải nạp rồi mình mới được hoa hồng? Ừ thì mình đi nhận rương á, trong like của người ta là mình lấy cái đám mình đi tặng người khác được không, khỏi cân nè, tặng Huy chúng Huy thật nhiều sức khỏe và truyền cảm hứng cho mọi người nha, I love you chú ba đã tặng Huy một chiếc hoa hồng chiếc nữa tự nhiên bị nhập cái chữ chiếc, chiếc hoa hồng chiếc nước hoa, có cái chữ chiết nước hoa là mình chiết nước hoa từ cái chai này sang chai khác nữa hơn, tiếng Việt công nhận là phong phú cái hơn mọi người hơn, được chiết huy chiết huy có bài chiết lá và gì á, thời gian trôi qua nhanh cuốn theo sương mờ đọng lại trên chút buồn theo cơn gió đêm mong manh vốn thư đêm hồi quá thích huy. Cảm ơn Trai nha, cảm ơn Trai. Ai thích mình thì mình thích lại. Thích 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 quá đi. Ai thích mình thì mình thích lại. Ngủ đi mẹ ơi, thức khuya quá. Ngủ đi anh, ok. Anh sẽ ngủ.
ngủ đi em ơi, đêm đã khuya rồi. Để cái máy đó anh đi ngủ. Ê, ở bên Thái Lan có mấy người á, like người ta để cái máy ở ngoài, em bị say thuốc hay xỉn đấy. Không, em bị mệt á. Không, em đâu có dám uống bia rượu đâu, say thuốc gì đâu, em đâu có là say thuốc gì đâu. Em mệt, em buồn á, em đi cả ngày á. Trời ơi, xỉn với lại say thuốc mà còn lên livestream. Ở bên Thái Lan có mấy người nằm trên võng đồ á, rồi không có làm gì nằm ngủ á, mà có người ta tặng hoa tặng đồ công việc rồi luôn. Thiệt nha, cái này là nói thiệt mà nhiều lắm, nhiều người coi lắm, 1.000 người coi, 2.000 người coi, 3.000 người coi luôn. Ai mới tặng trái tim rồi vậy? Cảm ơn, tôi là Sơn nha, tỉnh lại liền luôn á, có trái tim mà tỉnh lại liền, cảm ơn liền cho. Cảm ơn bạn nha. Nói chung là ai cũng có cái tính là không hoàn hảo á. Giống như Huy là người ta nói Huy sang, sang trọng, nhưng mà thiệt ra đâu có phải ai cũng sang trọng. Có lúc người ta sẽ hèn. Giống như là ví dụ mình sang, nhưng mà có những lúc mình sẽ tiết kiệm. Đâu phải ai cũng sang hoài. Cho nên á, khi mà bạn tặng cho mình một cái gì đó là bạn cũng quý mình lắm, bạn mới tặng cho mình. Nhưng có khi là bạn phải tăng tiền những cái chuyện khác, nhưng mà bạn tặng cho mình là bạn không tăng tiền, là bạn quý mình. Cho nên là mình rất là cảm ơn mọi người hôm nay nha. Sao anh tức ngực người ta, anh la ngủ luôn ơi. Anh la ngủ luôn. Để làm thử nha, để làm thử nha, giờ để làm thử vì bộ nhắm mắt thấy hí này, hí ra nha. À, tặng hoa giật lên nha, giật giật lên. Thôi đừng ai tặng, để mình ngủ thiệt luôn ơi. Xong rồi nó tự tắt. Đó, tặng nữa. Trời ơi, Thanh Ngọc ơi, tặng cái kem nữa rồi. Em thích cái kem. Ăn kem. Ê, giờ ai là, hình như thấy mấy cái người live chuyên nghiệp là người ta nhảy nhảy rồi hay lắm ha. Hồi giờ nó có biết TikTok, nó có biết đâu. Nhảy nhảy rồi làm, được tặng cái gì là nhảy rồi làm theo rồi. Cái kem là... rồi có mấy cái người làm những cái nghề trên đây luôn á, người ta làm tiếng động hay là làm gì luôn á, nhiều lắm. Gì mà cưng như vậy, dễ thương quá vậy. Cảm ơn anh trai tặng cho một cái trái tim bự chảng trên đầu luôn, muốn rụng xuống luôn, gãy cái cổ luôn. Trời ơi, tặng cái kia cái trái tim mà gãy cái cổ luôn không, niễn luôn không. Trời ơi anh trai ơi, anh làm sao mà em niễn cái tư thế vậy luôn, rồi tư thế gì vô thế là niễn cái đầu luôn. Em cảm ơn anh trai nha. Em thấy anh cũng giống đó. Giống cái gì vậy? Tôi quá trời dụ dỗ. Quá trời rồi. Cùng đường, cùng đồ rồi. Lên đây rồi. Phá mấy đứa nhỏ đó. Phá anh trai, phá bà Thanh Ngọc. Nãy giờ mấy người tốn kim với chị. Mấy giờ rồi anh? Bây giờ rồi. Anh cười lờ là cái lòng. Đừng nói lờ là cái ấy nha. Lờ là cái ấy là ba má vô nghe là trời ơi thằng này nói cái gì của má. Má đó, cái đó của má đẻ con ra. Thiệt ra mấy cái chữ nó cũng bình thường chứ cái gì đâu mà tục tiểu. Tôi mà có con rồi tôi cho con tôi nói hết. Mới gì đâu. Cố lên anh nha, anh yêu đời lên anh ơi. Ừ, yêu đời lên. Thằng bơm có cái quạt mơ, phú ông xin đổi. Nữa bà mi làm tôi dựng dậy rồi nè, tặng một cái hoa hồng bà mi ơi. Cảm ơn bà mi nha. Em là top hay bot
Minh Hoàng, mấy cái chuyện này nói ra cũng đâu có sao đâu hơn. My, thì hồi bữa ai cũng hỏi đó mà, em nói rồi đó, mấy cái chuyện này nó không quan trọng đối với em, là chuyện nhỏ. Tại vì phải thích, phải thích là mới đến với nhau được. Còn cái chuyện top, stop hay là support gì đó, nó là chẳng là gì cả. Tại vì nó đâu phải là con trai với con gái. Cái chuyện đó ai mà không được. Đã hai người con trai thì nếu mà thích là cái chuyện đó là bình thường. Nhiều người men ơi là men nhưng mà vẫn làm sạch là support được, là do là do mình đi toilet ra mình làm được. Còn ai không kỹ này dính ấy. Nhưng tôi thích Huy rồi giờ sao? Thích Huy thì nhất, thích là nhất. Tớ luôn cho chị 5 chai bia tiểu nhị. Cho chị 5 chai bia, chị cho tớ bến đêm nay luôn. Chị say, chị không thấy đường gì à. Chị cho với em 5 chai bia. Rót rượu. Ủa 5 chai bia mà sao rót rượu? Ơi, sinh năm bao nhiêu? Huy sinh năm kỷ tỵ. Đại Lâm Mộc, cái cây bự. Con rắn nhưng không có độc, nhưng cắn một cái là chạy nọc. Giật. Nhích cái tay đặt vé bay liền. Nhích liền, chết chị. Bay qua đây, chị không uống bia uống rượu, nhưng chị chơi với em đêm nay 5 chai bia. Ngủ luôn, không cần uống thuốc ngủ. Mua vé qua đây chơi với chị. Chị dẫn em đi chơi. 87 là em trai lớn hơn 2, gái lớn hơn 1. Chỉ là chị là nhỏ hơn em 2 tuổi là được chứ. Là em lớn hơn. Ủa là Hải hay là Trai? Sao nãy thấy tên Trai giờ thấy tên Hải nữa ta? Ủa vậy là hồi nãy ai đang nói thích thôi vậy? Sao nãy thấy tên Trai mà giờ thấy tên Hải? Tự nói tự cười luôn hả? Ừ, anh hay tự nói tự cười lắm. Anh hay cười lắm, người ta tưởng anh bị điên. Cái tính anh là hay nói rồi hay cười. Anh không hiểu sao hết đó. Với lại cái tính của anh là hay nói một cái gì đó xong rồi anh im, người ta tưởng anh bị điên. Anh không hiểu sao nhưng mà là cái tính anh nó vậy. Có nghĩa là anh đang, ví dụ anh nói một cái chuyện gì đó, trời ơi ta nói như vậy hả, xong là anh im như vậy á. Cái tính anh không hiểu, anh không hiểu nhưng mà là anh là vậy chứ không phải anh bị điên nha. Rồi anh hay nói chuyện rồi anh hay cười lắm. Anh nói một câu là anh cười một câu. 97 tuổi trâu. Vì em tuổi con 97 hả? Trời ơi, bên Thái có mấy đứa 19 tuổi nó thích tôi luôn kìa. Trời ơi là trời. Là tuổi cái gì? 97 là nhỏ hơn Huy 8 tuổi. Nói chung đi với nhau một đoạn, mình đâu có biết được là mình sẽ chán nhau lúc nào đâu. Ê, để tôi kể cái chuyện này nè cho nghe. Hồi xưa mình có một cái người fan đó, có một cái người chị đó có một ông chồng, mà hai người đó có một người con. Mọi người nghe chưa? Nhưng mà cái chuyện này nó ấy quá, nó tục tiểu quá nhưng mà không dám kể. Nhưng mà thiệt ra nó là cũng là một cái chuyện rất là hay nhưng mà nó tục quá. Tiếp đi anh. Thanh Ngọc. Trời ơi, Thanh Ngọc nãy giờ kể nhiều quá, tặng nhiều quá chắc phải kể thiệt quá. Nhưng mà ý là có một người con, em hiểu không? Là bà chị của cái ông fan của anh ngày xưa. Ông kể cái câu chuyện này mà anh nhớ hoài luôn. Có nghĩa là ông kể là ngày xưa hai người gặp nhau yêu nhau. Yêu nhau xong rồi ấy đó, giống như là ABCD nha. Là một đêm năm, hiểu không? Một đêm mà năm ý là một đêm năm lần đi chơi với nhau luôn. Thì nói vậy tự hiểu đi đâu đó, đi uống cà phê năm lần. Đi uống cà phê cho nó phê 5 lần luôn. Xong rồi có một đứa con đó. Hiểu không? Hiểu chưa?
kể là kể được 5 lần đi chơi uống cà phê đó là có một đứa con. Sau đó là những cái ngày sau đó không bao giờ chơi với nhau nữa luôn, nhưng mà vẫn ở với nhau, cưới nhau vậy đó. Anh đi Surat Thani rồi. Hết rồi, cái câu chuyện nó vậy thôi đó. Thì ý là có nghĩa là 5 lần đó, có nghĩa là một 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 đêm mà đi chơi 5 lần. Xong rồi ở với nhau, cưới nhau mà những ngày sau là không chơi lần nào nữa luôn. Không có đi chơi, không có đi uống cà phê cho nó phê lần nào nữa luôn á. Có một đứa con là do năm là tưởng là được chơi 5 lần đi uống cà phê đó là ngon. Sau đó là không, ấy là một lần đó thôi, rồi những cái ngày sau là không còn nữa. Đúng rồi em, rồi có một người con mà trong một đêm thôi. Nhưng mà những cái ngày sau là không còn nữa. Anh ổn nhưng mà hôm nay anh cũng buồn á. Hôm nay anh nhà cửa, nói chung ổn là biết sao không? Thiệt ra bữa giờ mệt, stress là do nhà cửa, dọn nhà cửa đó. Một mình có một cái vấn đề gì cần stress là nó cứ stress dài ngày, nhưng mà giờ qua cái ngày dọn nhà rồi là ngày mai xuống đóng tiền thôi nó cũng bớt stress. Hôm nay stress quá, đi ngoài đường không, đi mà hai cái chân nó cứng nó luôn á. Mũi anh mắt sập xuống, em mong những cái lơ không ở đây. Em mong những cái lơ không ở đây là sao ta? Em mong anh thật nhiều sức khỏe nha. Ừ, anh cảm ơn em nha. Giờ này em còn nhớ bài hát Tiramisu luôn á hả? Ghê vậy. Rồi ngày mai em vẫn cười thật tươi, đón lấy ngày mai, anh lấy những ngày mới, trái tim ngọt ngào ước mơ, xóa tan mọi tan vỡ, đến với những ước mơ thật xa. Tiramisu, here we are. Cảm ơn Thanh Ngọc đã tặng anh một cái micro. Bây giờ anh sẽ đi ngủ, tại vì anh không muốn em tốn tiền nữa. Bye bye mấy em nha. I love you, chúc cà mua. Hát dở ẹt vậy mà kêu dạ, kêu hay nè, anh hát giỡn. Chị Thanh Ngọc mà vừa rồi có cái bài hát tên Vào đời á. Cái bài hát cuộc đời là tia nắng, ấm vòng tay em say ngước mơ. Ngày lại ngày qua phố, mắt ngây thơ chưa vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Dịu dàng tựa cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca, bồng bềnh tựa làn mây đưa nắng về tô hồng đôi má. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, la 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 la. Ôi ba la trên mây cho em nồng say vui cười từng ngày ý á, tung tăng trên đường xa con tim hoa cát trong cuộc đời này ý á. Trao cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn đỏ đã ý á. Đôi chân son nhẹ nhàng mênh mông một cõi đất trời thanh thang. Ý á. Thôi chào cả nhà. Chúc cả nhà một đêm ngon giấc. Cảm ơn cả nhà hôm nay đã tặng hoa hồng, tặng thư tình, tặng micro, tặng hoa lai, rồi còn tặng một cái đầu. Trên đầu hồi nãy có ai tặng cái gì trên đầu, trái tim của cái anh trai gì á. Sao năm chai bia gì đâu, tự nhiên thấy anh ảnh đi đâu mất luôn rồi ta. Ê, sao nãy tự nhiên cái hai mấy cái anh đã nói mua vé qua Thái Lan rồi tự nhiên đau mắt luôn, thấy hơi hơi mang nói chuyện vô duyên quá. Ê, tôi bị nó cái tính tôi gặp trai là nói chuyện vô duyên nha, đâu có ai thích được đâu. Bởi hồi nãy mấy cái anh đó nó mua vé qua chơi luôn đó, xong rồi nó năm chai bia chơi luôn, cái đi đâu mất tiêu hết trơn à, sợ quá sợ rồi. Thế mai mấy em nha.
I love you. Mấy anh chạy hết rồi, chỉ còn lại mấy em thôi. Chỉ còn là các em. Hy vọng các em nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu anh đi, các em có buồn biết mấy. Nếu anh đi, các em ở lại vui nhé. Nếu anh đi, các em nhớ giữ gìn sức khỏe.